À, các bạn ơi, các bạn biết cái gì đây không? Hôm nay chúng ta lại có một video mở hộp mới. Và các bạn ạ, đây là một cái gói rất là đen, rất là thú vị mà tôi vừa đặt được về. Lâu lâu tìm kiếm trên mạng thì mình thấy hay hay, mình quyết định là về mở cho các bạn xem. Đấy, để các bạn không cần phải thử nữa. Hoặc là nếu các bạn thích các bạn thử cũng được. Tôi tốn tiền thực ra để các bạn không cần phải tốn tiền thôi. Nào, con dao thân tín, chúng ta hãy cùng tiếp tục. Hôm nay là một thứ nó sẽ liên quan một chút đến ánh sáng các bạn ạ. Và đương nhiên video này không tài trợ nha, mình chỉ thích mở cho bạn xem thôi. Đây, chúng ta trong hộp đen chúng ta lại có một hộp trắng. Trong cái xấu xa lại có cái thiện tốt, nhìn xịn phết nhỉ. Cùng mở tiếp. Ôi, đây rồi các bạn ạ. Cái hộp của nó thì hơi bị méo mó một tí, nhưng mà cũng không sao, méo mó có hơn không cũng phải thông cảm thôi, vì nó đặt từ tận nước ngoài về cơ mà. Nhìn nó hơi bị cũ. Ôi rồi, cũng bên trong nó có xốp ạ, đừng có vỡ là được. Bây giờ có vỡ thì mình cũng chả kiện cáo gì được, tại vì mình nhận lâu rồi, mình cũng đâu có nói gì. Có khi quá thời hạn trả hàng mất rồi. Nhiều khi tôi đặt mua những thứ kiểu nó quái thai lắm ý. Và các bạn ơi, cái này thì nó lại vãi cả linh hồn. Đây gọi là quả cầu plasma. Đó, các bạn nào mà xem Mr. Bean chưa? Nó sẽ có một cái tập, đó là Mr. Bean động vào một cái quả cầu plasma ở hội nghị khoa học ấy, và tóc nó dựng đứng hết cả lên. Thì hôm trước mình thấy quảng cáo quả cầu này nó cũng kiểu tương tự, kiểu na ná như vậy. Tóc tôi thì nó lại cứng và nó lại xoăn xoăn này, tôi không biết nó có dựng được lên hay không. Thế nhưng mà nói chung là nó sẽ gần gần giống như vậy. Đây, xem qua với các bạn thì cái quả cầu này nó làm bằng thủy tinh, ở bên trong nó có một cái kiểu một cái thanh kim loại ấy, và cái thanh này nó sẽ phát ra những cái tia điện. Đấy, đấy theo lý thuyết là như thế. Còn xung quanh là hình tay con quỷ, đáng nhẽ là có hình khác cơ, có cả hình kiểu tháp Eiffel Tower này, hay là kiểu đại bàng này, hay cả đồng hồ Big Ben, các kiểu con đà điểu cơ. Nhưng tôi chả hiểu tại sao tôi lại chọn cái hình này, nhìn kinh vãi nổi ra. Ban đêm mà tự nhiên nó sáng lên thì lại đái thật quần. Còn đây là một cái lọ nữa các bạn ạ. Ở đây cái lọ này các bạn dùng để đựng tăm, thì chắc là như thế, mình chả biết là để làm gì nữa. Chắc là để đựng tăm. Thì theo như mình tìm hiểu ấy, là nó có hai loại đang được bán thị trường. Một cái loại là dùng pin, thì cái loại dùng pin ấy nó sẽ phóng điện ít hơn cái loại này. Cái loại này là cắm thẳng vào ổ điện 220V này. Đấy, và mình cũng không biết là nếu mà cái loại cắm thẳng vào thì nó có nguy hiểm hơn hay không. Hey, nhưng mà có lẽ là đến lúc để chúng ta thử nha. Ôi trời ơi các bạn ơi, các bạn ơi, nó thật này, nhìn kinh vãi nổi ra này. Và nếu như bây giờ mình đặt một ngón tay vào nhá, có giật không? Ôi vãi đái, được VL luôn. Ui xịn VL này. Nó có giật tung mồm mình không thì mình không biết, nhưng mà bây giờ nó vẫn chưa giật đâu. Có thể là do mình kiểu không chạm chân xuống đất, nhưng mà mình cũng không muốn thử đâu. Nhưng mà xịn thật sự luôn ý, vãi nồi như này đó. Ui này, bây giờ mình sẽ kiểu tắt điện đi cho các bạn xem. Ui, trời ơi thích thú. Thích thú. 10 seconds later. Các bạn ạ, quả cầu này mặc dù là các bạn không thấy rõ mặt mình đâu, nhưng các bạn thấy rất rõ quả cầu này đúng không? Phải nhìn kỹ vào nó khi mình đã tắt điện và mình dùng tay đặt lên nó này. Nó gọi là đẳng cấp các bạn ạ. Các bạn ạ, mình vừa tìm hiểu thì quả cầu này nó được thiết kế dựa theo nguyên mẫu quả cầu plasma của Nikola Tesla. Cái nguyên lý hoạt động của nó ấy, đó là cái lõi ở giữa này, cái miếng kim loại mà mình vừa cho các bạn xem ấy, nó tạo ra một dòng điện rất là mạnh và chạy qua các sợi plasma để nó tạo thành các màu sắc. Và màu sắc này tùy thuộc vào cái khí ga bên trong quả cầu này. Tức là bên trong quả cầu này nó sẽ tồn tại một loại khí ga, và với mỗi loại khí ga khác nhau
nó sẽ tạo ra những cái màu sắc khác nhau. Khi mình chạm vào kính ý, thì nó sẽ tạo ra một đường phóng điện có lực cản trở nhỏ hơn với kính và không khí xung quanh. Đấy là lý do vì sao nó lại tạo thành những cái như kiểu tia sét bắn vào tay mình kiểu như này. Nhưng mà nói về mặt khác, ngoại trừ cái việc nhìn nó rất hay ho và động vào, nó có thể di chuyển theo tay mình và nó nóng lên các bạn ạ, nó hơi ấm ấm thôi, nó không nóng hẳn, thì nhìn nó đúng là giống con virus corona, nó lại đúng trend vãi hồi ra. Corona Simulator hình quả cầu, giống thật luôn. Cái này, nhưng mà nó hay, nó đẳng cấp, nhìn nó xịn thật. Bây giờ giả sử mình cho con dao lên, liệu nó có truyền được cái điện tay mình vào đây không? Có này. Nhưng mà nếu mà mình lấy đồ mà nó không truyền điện thì chắc là không được đâu nhỉ. Đây là một cái đũa các bạn ạ. Và nếu như cái đũa đặt lên đây thì nó vẫn tạo này. Cái đũa khô nha. Và nếu như này, đập bỏ cái quả cầu ấy đi nhá, mà chạm vào cái lõi ở giữa thì chắc chắn là giật cho tung mồm chứ không còn gì mà nói nữa các bạn ạ. Tuy nhiên vì này này nên là nó lại không sao. Đấy, nó được bao rồi. Bây giờ mình lấy con mèo làm thí nghiệm. 10 seconds later. Mèo ơi mèo, mèo muốn thử không mèo? Cái gì mà hay thế? Cắm mồm vào. Uầy, nó hút vào muối con mèo ạ. Nhìn đây. Khổ mèo vờ lờ. Trời ơi, mèo ơi. Đấy, nó cũng tạo ra nguồn điện bắn vào mèo. Này, nhưng mà sao mèo nó không kiểu lông nó dựng lên như kiểu Mr. Bean nhỉ? Lông nó vẫn thế. Kỳ vậy ta. Mình muốn kiểu thấy con mèo lông nó kiểu xù hết cả lên nhìn như sư tử ấy. Ui rồi, thôi, thả cho mèo đi. Không dụng thì không có ý nghĩa gì nữa. Và đây là quả cầu plasma. Mình không thích là nó có những cái bao quanh kiểu tay quỷ, tay ma này, nhìn nó bị quái thai, nó không được khoa học cho lắm. Đấy, nhưng mà nhìn nó hay, nhìn nó thú vị các bạn ạ. Và chưa hết, mình có hai thứ nữa, hai cái loại cũng kiểu phát ra ánh sáng ấy. Nó cũng có nhiều thứ hay ho đấy lắm, nhưng mà mình đang phân vân là không biết mình có nên mở hộp nốt hay không, hay là thôi kệ không làm nữa. Nhưng nếu như các bạn cho video này đạt được 15.000 like thì chúng ta sẽ mở hộp nốt hai cái đèn còn lại. Hai thứ còn lại nó cũng hay ho không kém cầu ở đâu. Nó hoạt động theo cơ chế khác nhưng mà nó cũng hay ho xịn sò lắm. Tự nhiên tại tôi thích mấy thứ ánh sáng nhấp nháy lằng nhằng như kiểu bàn thờ các bạn ạ. Hợp lý vãi. Thôi thì video này chỉ ngắn ngắn vậy thôi. Mình muốn review thử các bạn xem cái sản phẩm mình mới mua được. Và có lẽ là nói chung là cũng hay đi, cũng hợp lý đi. Ở đây có công tắc à? Uầy. VIP lờ. Hay. Ok. Và bây giờ có lẽ là tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại video sau. Nếu thích các bạn đừng quên để lại một like, subscribe cho mình là Zeugger. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.